Hello mọi người, hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người đây là cái sản phẩm DAC Arm Portable mới nhất của iFi, một cái dòng X-Series. X-Series là một cái dòng hoàn toàn mới của iFi ha, trước giờ thì họ không có. Và cái sản phẩm này nó có tên là XDSD, thì ngay ở cái tên gọi của nó thì các bạn đã thể đã thấy là cái con này sinh ra là để chơi nhạc Hi-Res cho nhu cầu on the move. Thì cái con này nó được chứng nhận có Hi-Res Audio. Ok, mình không quan tâm tới cái này lắm đâu. Nó chơi được maximum là native DSD 512, hỗ trợ MGA, hỗ trợ AVTX, AAC, có 3D holographic, 3D holographic và XBass. Thì cái 3D holographic này và XBass này nó là cái đặc sản và nó là cái tính năng của tất cả những cái dòng amplifier của iFi, từ con nhỏ cho tới con rất là lớn, nên là mình sẽ không nói về nó nữa. Ok, mình sẽ mở ra cho các bạn xem là trong hộp nó sẽ có cái gì và mình giới thiệu sơ qua luôn cho các bạn xem về cái con XDSD này ha. Đầu tiên là khi các bạn mở ra, các bạn sẽ thấy nó có một cái phần hướng dẫn sử dụng. Mình rất là mong các bạn dành thời gian ra để các bạn đọc sơ cái phần hướng dẫn sử dụng này, để các bạn hiểu và các bạn nhớ được cái chức năng cũng giống như là những cái công dụng của tất cả những cái cổng kết nối và những cái nút ở trên cái con này. Rồi, đây là mình mở ra, đây là thôi, mình mở ra thôi. Phần phụ kiện của nó thì nó sẽ gồm có gì? Phần phụ kiện của nó thì nó sẽ gồm có hai cái dây để mà buộc với lại điện thoại hoặc là máy nghe nhạc nè, một cái dây micro USB để sạc nè, một cái adapter, một cái dây USB 3.0, lại một cái USB adapter nữa, và đây là cái đồ để mà nó kết dính với lại điện thoại của mình ở mặt sau. Và hai có nghĩa là mình quay đầu nó với lại điện thoại mình ép vào nhau thì các bạn sẽ xài cái này. Rồi bỏ nó qua bên đi, qua bên luôn. Thì đây là cái XDSD của chúng ta. Cái XDSD này của iFi thì nó có được bọc trong một cái túi nhung đi kèm để mà nó tránh bị chảy xước. Khi mà mình cầm cái con này trên tay thì cái cảm giác đầu tiên của mình là nó khá nhẹ ha mọi người ha. Nó khá nhẹ và nó khá là portable, nó không có nặng nề gì cả. Thì cái con này ấy, mình có cái điều là mình không hiểu là tại sao mà cái vỏ nhựa này họ lại làm bằng cái mạ, một cái lớp mạ chrome nó bóng kiểu như thế này. Mình thì mình không thích lắm vì nó ăn dấu vân tay và mình rất là ghét cái dấu vân tay. Thế nên là đó là cái ý kiến riêng của mình thôi. Ở phía mặt này của các bạn có thể thấy cái cổng này là cái cổng input digital nè, nó dành cho coaxial input và optical input 3.5. thì chúng ta sẽ có một cái USB input nằm ở đây để mà các bạn có thể gắn cái lightning adapter vào trong này cho iPhone hoặc là Android. Còn bên này á, là các bạn có thấy cái digital filter của nó là minimum phase với lại linear, thì thường là mình để linear mình nghe, nó nằm ở một listen này nè. Và bên này thì là cái cổng sạc 5V của nó. Rồi, qua bên này thì các bạn có thể qua bên đây á, thì đây là cái mặt trước của sản phẩm. Thì cái này nó là cái jack input 3.5, headphone output 3.5. Headphone output này nó có tên, nó được iFi gọi với một cái tên rất là mỹ miều, đó là S Balance. Mặc dù là các bạn không thể cắm jack 2.5 được vào đây, nhưng mà cái lý do mà họ gọi là S-Balance này là cái topology của cái jack này nó hoàn toàn khác với những cái jack khác. Đó là nó khi mà các bạn gắn cái tai nghe 3.5 vô trong này thì nó hoàn toàn nó có được cái 4 pole ở trong này. Nó là cái balance 4 pole, cái jack cái của nó là cái balance 4 pole ha. Nhưng mà các bạn yên tâm, các bạn gắn cái ba lăng, các bạn cắm cái tai nghe 3.5 single end vào đây vẫn được. Thì ở đây là cái nút mà để các bạn chọn input, cái đèn để biểu thị input. Đây là Bluetooth nè, đây là cái nút để mà các bạn chọn Bluetooth hoặc là bạn chọn 3D hoặc là XBass. Rồi, đây là cái volume của nó. Cái volume này nó sẽ hiển thị theo màu, nhưng mà hiện giờ do mình không có cắm tai nghe và mình không có cắm cái iPhone của mình vào đây, thế nên là nó chưa có hiện màu được. Thì khi trong cái video mà hướng dẫn sử dụng nó và giới thiệu tính năng của nó thì mình sẽ làm kỹ hơn về cái phần này. Cái con này á, nó sẽ cung cấp một cái dòng ra khoảng 0,5W, có nghĩa là 500mW tại 16 ohm. Thì
nếu như mà các bạn đánh nó với lại tai nghe 600 ohm thì các bạn sẽ đánh không nổi, vì lúc đó nó sẽ còn rớt lại khoảng 20 cho tới 24 mW thôi. Cái đó là khá là nhỏ để các bạn kéo một cái tai nghe full size. Nhưng mà yên tâm là cái con này thì nó nhỏ như thế này thì đâu có ai mà cắm cái con full size vào mà mình mong nó tiếng nó hay được. Rồi, cái nữa đó là cái con này á, pin của nó xài được khoảng từ 6 tiếng cho tới 8 tiếng tùy thuộc vào cái mức độ mà các bạn nghe. Ví dụ các bạn nghe 24 bit 192, hoặc là các bạn nghe FLAC 16 bit 44 kHz, hay là các bạn nghe DSD 512 thì nó sẽ hao pin tùy theo cái định dạng mà các bạn sẽ nghe và cái độ phân giải của cái bài nhạc của các bạn. Rồi, cái phần sơ bộ là như thế. Cái mạch amplifier của con này nó chạy là một cái mạch dual mono, có nghĩa là hai mạch amplifier hoàn chỉnh tách riêng rời nhau dành cho hai cái kênh trái và phải của nó, của amplifier của 3.5V. Thế nên là cái độ tĩnh nền và cái linearity cũng giống như là cái crosstalk của nó được minimize cho tới tối thiểu luôn. Khi mà mình nghe cái con này á, thì mình thấy là tiếng của nó không tệ khi mà mình so với lại con cộng Mojo. Có nghĩa là con cộng Mojo nó đánh theo cái kiểu là nó quýnh hơi hoa mỹ, nó đánh hơi khoa trương một chút xíu, tròn tiếng, mịn và dày tiếng, thì cái con này nó cũng na ná giống như cái kiểu của cái con kia. Nó không có quá nhiều bass nhưng mà cái transient và cái dynamic nó rất là tốt, màu âm nó lên khá là cân bằng và đều dải. Rồi, mình cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi.